Alo, alo. Đây là khu vực ấp Hành An, xã Trung An. Các bạn có một vườn tranh, hôm nay nó đã trổ bông rất là đẹp. Quý vị nào mà sắp cưới vợ hay là muốn chụp hình cưới thì cứ hãy đến nơi này. Ngay chỗ cái đường tỉnh lộ 15 á, ngay hàng tràm á, có đường đất đỏ quẹo vô, chạy khoảng 500 m. Bên chạy khoảng 500 m chưa tới cái cầu, bên tay phải có nguyên một đám này, đám tranh này rất là đẹp, mình mới khám phá ra nha các bạn. Nếu các bạn không biết thì điện thoại trực tiếp cho mình 0903 09 95 96, mình sẽ hướng dẫn trực tiếp để các bạn vô đây để chụp hình. Quý vị hãy các bạn hãy vô đây chụp hình và check in tại địa điểm này, rất là thú vị, chưa có ai biết được hết. Nơi này là cái nơi mà cũng Tuấn Khỉ hồi xưa cũng đã trốn chỗ khu vực này chạy thoát. Hôm nay cái bông hoa rất là đẹp, các bạn hãy đến nơi đây check in nha. Không, bye bye.